Năm nay là năm thứ hai cuộc thi kiểm toán viên tài năng do câu lạc bộ kế toán kiểm toán trường Đại học Ngoại thương tổ chức. Nối tiếp thành công của cuộc thi kiểm toán viên tài năng 2011, gọi tắt là TAC 2011. Năm nay, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc, TAC 2012 tiếp tục được diễn ra với sự hợp tác tổ chức của câu lạc bộ kế toán kiểm toán CFAA và AAC của hai trường đại học lớn của Hà Nội, Đại học Ngoại thương và Học viện Ngân hàng. Cuộc thi nhằm tôn vinh, khơi dậy niềm đam mê với kế toán kiểm toán tài chính của sinh viên, cũng như từng bước giúp sinh viên tiếp cận với lĩnh vực còn mới mẻ này ở Việt Nam. Không chỉ tạo ra sân chơi ngoài học đường cho các bạn yêu thích ngành kế kiểm, cuộc thi cũng là nơi cung cấp kiến thức thực tế bổ ích cũng như hoàn thiện những kỹ năng cần thiết, giúp cho các bạn sinh viên đến gần hơn với con đường trở thành kế toán kiểm toán viên tương lai. Cuộc thi này thì đã được tổ chức từ một năm trước ạ. Năm đấy thì em còn là sinh viên năm thứ hai và cũng tham gia chương trình chung kết, đi tham dự, không khí rất là sôi nổi. Và nhìn các anh chị thì lúc đấy thì em đã rất là đam mê, thôi thúc và nghĩ là phải ôn luyện ngay từ bây giờ để năm nay có thể tham gia cuộc thi và có thể làm sao để thể hiện hết sức của bản thân mình. Và năm nay thì cuộc thi lại bắt đầu được tổ chức và hôm nay là lễ phát động. Thì em cũng được các bạn trong ban tổ chức có nói là vòng loại sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 3, cũng có khung đề của vòng loại thì em cũng đang cố gắng ôn luyện theo cái hướng mà các bạn đã đưa ra thế và hy vọng là sẽ giành được kết quả tốt nhất. Cuộc thi thì về kế toán kiểm toán đó cũng là con đường mà em sẽ theo đuổi. Những kiến thức mà đưa ra trong cuộc thi thì cũng là kiến thức mà gần sát với kiến thức trên nhà ghế nhà trường. Cũng có một số vòng ví dụ như là EQ hay là interview thì nó lại khá gần với là vòng tuyển dụng ở các công ty. Thì em nghĩ là nó khá là thiết thực và rất là bổ ích, về đặc biệt là đối với sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4. Cuộc thi thu hút gần 400 thí sinh đam mê kiểm toán đến từ các trường đại học trên khắp địa bàn Hà Nội và khoảng 10.000 người biết đến chương trình. Cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn, kéo dài trong thời gian một tháng, từ ngày 18 tháng 3 đến mùng 5 tháng 4. Hứa hẹn tạo nên tầm ảnh hưởng và dư âm lớn đối với những niềm đam mê kiểm toán trẻ tuổi. Em thấy cuộc thi này rất bổ ích bởi vì nó về cái lĩnh vực kế toán kiểm toán và nó sẽ rất là gần gũi với cả chuyên ngành học của bọn em. Nên là chúng em rất muốn tham gia cuộc thi này để cọ sát, để trải nghiệm cái kiến thức của mình, học được và có thể học thêm nhiều các kiến thức và kỹ năng khác, ví dụ như là kỹ năng teamwork hoặc rồi là kỹ năng phỏng vấn sẽ được trải nghiệm trong các vòng thi nếu em qua được vòng 1 ạ. Để chuẩn bị cho cuộc thi này thì đầu tiên là em sẽ phải học các ôn lại các kiến thức về kế toán, kiểm toán và có thể là ngoài ra thì có thể là sẽ tập luyện làm thêm các bài EQ test nữa. Còn có thể là em sẽ nghiên cứu thêm về các cách trả lời phỏng vấn để có thể trang bị cho mình các kiến thức về sau á, các vòng sau ạ. Cuộc họp báo của câu lạc bộ giới thiệu cho những bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên năm thứ 2, 3 và 4 có niềm đam mê với ngành kiểm toán kế toán về sân chơi mang đậm bản sắc của ngành, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về cuộc thi và giải đáp các thắc mắc trong các phần thi diễn ra. Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức và được phát động trên toàn bộ địa bàn thành phố Hà Nội với mục đích là để tạo ra một sân chơi thật chuyên nghiệp dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên yêu thích ngành nghề kế toán kiểm toán. Ngoài ra thì đây cũng là một cơ hội để cho các bạn sinh viên có cơ hội để nhận được những suất học bổng giá trị và có cơ hội nhận được những suất thực tập tại các công ty kiểm toán nữa. Về cuộc thi năm nay thì cũng có nhiều điểm mới so với cuộc thi năm ngoái. Về quy mô thì ban tổ chức đã cố gắng là mở rộng quy mô cuộc thi đến toàn bộ các địa bàn, toàn bộ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cơ cấu giải thưởng cũng đã được nâng lên để nhằm để khuyến khích hơn các bạn sinh viên tham gia với cuộc thi này. Thành phần ban giám khảo thì năm nay ban tổ chức đã cố gắng mời được đại diện từ VACPA, ACCA và các đơn vị tài trợ cho cuộc thi này. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên trau dồi kiến thức của mình thêm về lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Ngoài ra còn có liên quan đến kiến thức về tài chính và thuế nữa. Nếu như các bạn tham gia cuộc thi này thì
Rõ ràng đây sẽ là một cơ hội rất lớn để cho các bạn được tiến thêm xa hơn so với ngành nghề yêu thích của mình. Cuộc thi có 4 vòng: sơ khảo, teamwork, chinh phục nhà tuyển dụng và chung kết. Qua mỗi vòng thi, kiến thức cũng như sự tự tin của sinh viên sẽ được củng cố và nâng cao. Đây là sân chơi trí tuệ đầy sắc màu TAC đã chính thức bước vào vòng quay đầu tiên. 45 câu hỏi trắc nghiệm về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế và tiếng Anh là một thử thách không quá khó với thí sinh. Vòng 1 năm nay, gần 400 thí sinh được chia dự thi tại câu lạc bộ của hai trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngân hàng. 20 thí sinh xuất sắc sẽ được chọn dự thi vòng 2. Công ty cổ phần Visa là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, đặc biệt là các phần mềm kế toán. Chính vì vậy mà khi các trường đại học có các cái hoạt động, các cái cuộc thi tìm kiếm tài năng cho kiểm toán viên và kế toán giỏi, thì đấy cũng là một phần liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty. Và với những sản phẩm, những phần mềm của công ty cổ phần Visa đã được đưa vào giảng dạy ở tại các trường đại học, thì chúng tôi mong muốn rằng qua việc tài trợ cho cuộc thi thì sẽ có nhiều các bạn sinh viên biết đến các sản phẩm mà do Visa phát triển. Đồng thời với hoạt động tài trợ này thì chúng tôi cũng mong muốn sẽ tìm kiếm được những ứng viên, những sinh viên mà có thể trở thành nhân viên của Visa trong tương lai, cũng như góp phần vào cái hoạt động phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Và với các sản phẩm của Visa hiện nay thì việc đóng góp cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động của các bạn sinh viên tại các trường đại học, cũng là một mong muốn mà Visa hướng tới để đóng góp cho xã hội. Tại cuộc thi kiểm toán viên tài năng 2012 thì ACC rất vinh dự và tự hào khi mà là nhà bảo trợ chính thức của cuộc thi. Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA thì được thành lập từ năm 1904 tại Anh Quốc, và hiện nay thì đã có mặt tại hơn 170 quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam thì Hiệp hội kế toán công chứng Anh được thành lập từ năm 2002, và năm nay Hiệp hội kế toán công chứng Anh rất vinh dự khi mà được tổ chức là thành lập 10 năm khi thành lập ACCA tại Việt Nam. Và ACCA Việt Nam cũng rất vinh dự và tự hào khi là nhà bảo trợ duy nhất và đầu tiên cho 3 câu lạc bộ kế toán kiểm toán tại 3 trường đại học lớn, đó là câu lạc bộ SIFA tại trường đại học Ngoại thương, câu lạc bộ TIFACH tại trường đại học Kinh tế Quốc dân và câu lạc bộ ANA tại Học viện Tài chính. Và nằm trong chuỗi hoạt động bảo trợ thì chương trình kiểm toán viên tài năng năm 2012 là chương trình tiếp nối của chương trình TAC năm 2011 do các bạn sinh viên của trường đại học Ngoại thương, đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngân hàng tổ chức. Năm 2011 thì ACCA có tham gia với tư cách là nhà tài trợ. Đến năm 2012 này thì ACCA với tư cách là nhà bảo trợ cho các hoạt động của cái câu lạc bộ kiểm toán viên tài năng này, với mong muốn là chương trình sẽ là một sân chơi thường niên dành cho các bạn sinh viên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính, và sẽ là một sân chơi bổ ích, lý thú, đem lại cho các bạn những kinh nghiệm thực tiễn và sẽ là hành trang giúp cho bạn có một cái con đường sự nghiệp phát triển tốt. Và qua cuộc thi là mong muốn là sẽ tìm ra được những bạn sinh viên tài năng, xuất sắc, và qua đó thì các bạn sẽ có được một cái sự nghiệp và dành cho các công ty sau này ra trường thì có thể tìm được những công việc thực sự là tốt. Cuộc thi xoay quanh những kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm cần có trên con đường của một kiểm toán viên, là một sân chơi mới mẻ cho những bạn yêu thích ngành học này. Ở vòng thi sơ khảo, gần 400 thí sinh đã cùng khẳng định bản lĩnh của mình trên chặng đường vươn tới tương lai, tạo nên sân chơi trí tuệ TAC đầy màu sắc. Các nhà tài trợ cũng hy vọng sẽ là những đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tích cực cho những sinh viên tài năng của cuộc thi. Các cháu sinh viên thì trong thời gian học về nghề nghiệp kế toán kiểm toán thì nó cái tính chất nghề nghiệp nó còn ít. Thế thì cái thứ hai là bây giờ khi mà ra trường thì người ta rất là mong muốn có những cái người hành nghề mà nó ở trình độ cao. Thế thì chúng tôi hỗ trợ các cái câu lạc bộ của sinh viên để tổ chức các cuộc thi nhằm tạo ra một cái sân chơi cho các cháu, để khuyến khích các cháu học tập và sau này ra trường thì có thể tức là nó phát triển nghề nghiệp. Thế thì chúng tôi với tư cách là nhà tư vấn thì cũng giúp các cháu làm sao cái cuộc thi này nó đúng với tính chất là của nghề nghiệp, và thứ hai nó trung thực, nó khách quan, nó bình đẳng để cho
nhiều cháu đã tham gia thi. Đấy, thứ hai nữa là nó đúng với cái chuyên môn nghề nghiệp, không bị có những cái sai sót. Đấy. Thế còn lại thì rất là mong muốn là làm sao tạo điều kiện cho nhiều các sinh viên ấy, nó tham gia, thì các cháu tham gia thì thực ra nó cũng giúp cho các cháu có cái phương hướng để học tập rất là tốt. Thứ hai nó cũng có cái cơ hội để phát triển nghề nghiệp sau này, rồi tiếp xúc với các cái nhà tuyển dụng thì biết các nhà tuyển dụng người ta có những cái mong muốn gì đối với sinh viên, đối với những người mà sau này ra trường cần phải có, thì để các cháu nó hướng nghiệp nó sẽ đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Cuộc thi thật hấp dẫn đối với sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán. Thắng cuộc, các em sẽ có những phần thưởng học bổng có giá trị. Tổng giá trị giải thưởng dành cho cuộc thi lên tới 40 triệu đồng.